Xin chào các bạn, thì đây là cái cây dừa các bạn, dừa tươi. Thì cái sau khi cây dừa nó bị chết rồi thì mình sẽ cưa ra và cắt thành từng đoạn khoảng chừng 40 cm ha. Cắt phanh như thế này nè các bạn, như trong video các bạn thấy ha. Thì các bạn sau khi cắt xong á thì các bạn sẽ dùng cái búa hoặc cái con dao gì á, các bạn chặt làm sao cho nó có khứa khứa như vậy nè. Để cho cái khi mình tưới cái giọt nước nó còn thấm ở trong cái khe như thế này các bạn đó. Mình quay gần cho các bạn xem ha. Khi mà tưới thì nước nó sẽ giữ độ ẩm ở trong thì nấm nó sẽ mọc ha. Đó. Thì sau khi các bạn làm xong thì các bạn sẽ bỏ một góc nào đó và dùng cái bọc xơ dừa hoặc là cái rơm rạ gì đó ủ lại ha, ủ lại cho nó lên meo. À, để cho nó tạo meo để nó thành nấm ha. Thì một ngày các bạn tưới nước 3 lần cho có độ ẩm vậy á. Thì sau một tuần thì nó sẽ ra cái meo và ra cái những búp nấm đầu tiên như thế này nha các bạn. À, nuôi gần cho các bạn xem ha. Đây là những búp nấm đầu tiên. Đó. Đây là cái nấm nó mọc này nè các bạn, nó thấy không các bạn? Nấm dừa thì nó ăn nó ngọt lá ngọt ngọt hơn cả nấm mối nữa nha các bạn. Đây là những tay nấm đầu tiên. Thì như cái trong video các bạn sẽ thấy đó là cái màu trắng trắng á, đó là cái phần miêu á, miêu nấm á các bạn. Nó vươn ra đó. Đây là những tay nấm đầu tiên nè. Mình sẽ hái nha. Tại vì nó chưa có lên meo hết cái cây dừa nên cái nấm nó mọc không có đều. Nếu mà các bạn có số lượng dừa nhiều thì các bạn làm nhiều thì nó các bạn thu hoạch rất là nhiều nha các bạn. Đó. Đây là những tay nấm nè. Đặc biệt cái nấm này ăn ngọt lắm. Rồi, thì cái video này đến đây là kết thúc, thì mình sẽ quay lại những nhiều hơn ha.